Xin được chào mừng các bạn cùng quay trở lại với HTV Vlog. Như các bạn đã được biết thì ở Nhật Bản hiện nay có rất là nhiều anh em thực tập sinh trốn ra ngoài và người ta ưu ái dành cho họ một cái tên rất là thú vị, đó chính là bộ đội. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao trước khi đi họ rất là chấp hành, rất là mạnh mẽ tuyên bố là tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn ra ngoài, không bao giờ vi phạm pháp luật của Nhật Bản. Nhưng tại sao khi sang đây họ lại thay đổi, họ lần lượt bỏ trốn ra ngoài, thậm chí họ chấp nhận mất số tiền là 5 đến 60 triệu tiền đặt cọc ban đầu để trốn ra ngoài. Họ bị áp bức, lương thấp hay là họ quá tham lam? Vậy thì để biết tại sao anh em thực tập sinh lại trốn ra ngoài nhiều như vậy, mời các bạn cùng theo dõi clip này nhé. Trước tiên thì Thái Việt xin được tâm sự với các bạn một câu chuyện có thật về một người bạn thân của Thái Việt đã từng bỏ trốn ra ngoài và đã về nước cách đây 5 tháng rồi. Thì bạn Thái Việt là nó đi Nhật Bản theo cái diện thực tập sinh với tổng chi phí là gần 200 triệu đồng và tất cả cái số tiền gần 200 triệu đồng đó đều là vay ngân hàng cả. Qua đây thì nó được công ty bố trí nơi ở cách nơi làm việc một nơi rất là xa, cách xa nơi làm việc tới 7 đến 80 cây số và mỗi ngày đi làm thì đều có xe của công ty đưa đón. Bởi vì nhà xa cho nên là phải dậy sớm và đi làm sớm hơn 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Và đi về thì cũng vậy, sẽ trễ hơn 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Và cái thời gian di chuyển đó nó không hề được trả lương một xu nào cả. Đó, cũng may cho nó là đi làm ngồi trên xe nhưng mà không bị say xe, đi rất là xa các bạn ạ. Đi làm thì công việc rất là vất vả và bị người ta chửi bới nặc nộ rất là nhiều. Làm thì có những hôm nghe bảo là tăng ca 2-3 tiếng nhưng lại không được hưởng lương tăng ca. Cho nên là nó rất là ức chế đến mức mà nó nghĩ nhất định trước khi về Việt Nam nó phải dạy cho mấy thằng quản lý một bài học đó. Và rồi thời gian trôi đi, đến quá 2 năm thì Thái Việt cũng đã sang Nhật Bản rồi. Thì Thái Việt mới gọi điện cho nó bảo là mày có tiền không, cho tao vay ít để tao trả tiền đi Nhật Bản. Đó, hồi trước Thái Việt đi Nhật cũng vay tiền mà đó. Thì nó mới trả lời là tao nói thật là tao bây giờ cũng không có xu nào. Đến thời điểm này luôn là quá 2 năm rồi đó, mà tao đang còn nợ tiền đi là 20 triệu đó. Có nghĩa là đã đi Nhật Bản hơn 2 năm rồi mà Thái Việt gọi điện để mượn tiền đó, nó còn bảo là tao đang còn nợ tiền lúc đi Nhật là hơn 20 triệu đó. Đó, thì Thái Việt cũng không thể tin luôn các bạn. Thời gian nó sắp hết rồi mà nợ vẫn chưa xong. Đó, tội nghiệp thằng bạn mà cũng đúng thôi. Chi phí thì rất là cao, tiền lãi ngân hàng cũng rất là cao. Làm thì lương thấp, tăng ca thì không được tính tiền, thì lấy đâu ra mà trả nợ. Đó, mong ước và suy nghĩ của nó trước lúc đi Nhật nó bị vỡ tan hoàn toàn. Đó, mang tiếng là đi Nhật mà không được bao nhiêu cả. Tiền đâu mà xây nhà mua đất, tiền đâu mà nuôi cha mẹ rồi còn vợ ở nhà nữa. Biết làm sao được, áp lực nó đè nặng lên con người nó. Đó, thời gian thì là sắp cạn rồi mà nợ thì vẫn còn đang theo đuổi nó. Và có cảm giác như là trò chơi Pikachu sắp hết thời gian mà chưa tìm được hai con giống nhau, phải không các bạn? Không biết là trước đây các bạn có đã từng chơi trò chơi Pikachu chưa? Trước đây Thái Việt chơi và đến giai đoạn cuối cùng rồi, thời gian sắp hết mà chưa tìm ra được phương án của mình thì cực kỳ rất là khó chịu. Và thằng bạn của Thái Việt cũng vậy thôi. Đó, thời gian còn có mấy tháng nữa mà nợ còn chưa trả hết, tức nước thì vỡ bờ, áp lực đè nặng lên vai người đàn ông. Và rồi điều gì đến thì nó cũng sẽ đến. Đến lúc trả xong phần nợ còn lại rồi thì nó cũng quyết định là rời công ty, tìm một con đường mới, chính thức nhập ngũ làm bộ đội các bạn ạ. Mất gần 2 tháng trời để làm giấy tờ và tìm một công việc mới. Đó, bởi vì là cái tiếng Nhật của nó cũng rất là kém. Và sau khi làm công việc mới được 3 tháng á, thì công ty mới lại đuổi việc. Bởi vì chính phủ truy quét mạnh những người bỏ trốn, những người làm lao động bất hợp pháp, cho nên công ty quyết định cho những người lao động này là nghỉ việc. Và sau khi công ty cho thôi việc thì nó lâm vào cảnh thất nghiệp. Và rồi thêm 1 tháng tìm việc mới không được và nó đành xin tự thú về nước. Kết thúc một hành trình đi Nhật Bản thật đáng quên phải các bạn. 3 năm phiêu bản khổ cực nơi xứ người nhưng không dư nổi 100 triệu. Đây là một câu chuyện có thật 100% và xảy ra ở người bạn thân của Thái Việt. Đó. Và qua câu chuyện thì chắc là các bạn cũng đã hiểu được một chút vì sao người ta lại bỏ trốn ra ngoài nhiều như vậy. Và hiểu được thực tập sinh khổ như thế nào rồi phải không các bạn? Đó. Và trước khi tiếp tục clip này thì Thái Việt sẽ giải thích tại sao những người bỏ trốn ra ngoài họ lại có cái tên là bộ đội. Bởi vì họ trốn ra ngoài có nghĩa là trái pháp luật. Đúng ra họ phải gọi là đào ngũ thì mới đúng. Nhưng mà đào ngũ thì nó có cái gì đó nó hơi nguy hiểm, nó khó nghe. Cho nên là người ta gọi là bộ đội cho dễ nghe và nó thân thiện hơn. Đó. Và mấy lâu nay thì người ta vẫn cứ gọi là bộ đội. Cho nên là trong clip này thì Thái Việt vẫn cứ gọi những người mà lao động bất hợp pháp là bộ đội nhé. Và mặc dù là bộ đội nhưng mà cứ hễ gặp cảnh sát là bị hốt hết. Đó, không phải là như bộ đội Việt Nam đâu. Bộ đội ở Nhật Bản hễ cứ gặp cảnh sát là bị tóm gọn hết. Đó. Nói chung là cứ mỗi năm thì cứ có khoảng tầm 2.000 anh em thực tập sinh nhập ngũ vào đại đội này. Đó. Và người ta ước tính quân số của cái đại đội này bây giờ là hơn 10.000 người đang cư trú tại Nhật Bản. Đó. Con số người lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản là hơn 10.000 người, chiếm 4% trong số những người Việt tại đây.
Đó, chỉ cần thêm 1% nữa, tức là nếu quá 5%, thì Nhật Bản sẽ chính thức dừng cấp visa thực tập sinh cho tất cả công dân của Việt Nam. Đó, như vậy là cũng một con số rất là nguy hiểm rồi. Đó là những con số mà Thái Việt nói sơ qua. Vậy thì tại sao họ lại trốn ra ngoài nhiều như vậy? Mặc dù trốn ra ngoài rất là nguy hiểm, lương bổng cũng chưa chắc là hơn bao nhiêu, bị chủ mới họ đối xử phân biệt, bất công, thậm chí là bị người đời chửi rủa là những kẻ tham lam phạm pháp. Vậy thì nguyên nhân là vì đâu? Trước khi đưa ra những lý do cụ thể vì sao có nhiều người Việt Nam bỏ trốn ra ngoài như vậy, thì Thái Việt xin được nhấn mạnh một lần. Hành vi bỏ trốn ra ngoài là phạm pháp và Thái Việt không khuyến khích hoặc là bảo vệ cho cái hành vi này. Dù bất cứ lý do gì thì chúng ta cũng không nên bỏ trốn ra ngoài. Còn về lý do khiến người ta bỏ trốn nhiều như vậy á, thì nguyên nhân đầu tiên, đó chính là họ bị đối xử bất công các bạn. Họ bị chèn ép nhiều trong công việc. Họ thường xuyên phải làm những công việc rất là thấp kém, nặng nhọc nhất trong công ty. Đó, vị trí nào thấp nhất là vị trí của họ. Ở đó thì họ không có tiếng nói, không được tôn trọng. Đó, suốt ngày thì bị quản lý chửi bới, đe dọa, thậm chí là đánh đập. Đó, nhưng mà họ vẫn phải giả câm, giả điếc, cúi đầu chịu đựng. Dù đổ mồ hôi, rơi nước mắt, ức chế, nhục nhã, nhưng mà nghĩ về chi phí mình đi qua đây, nó quá lớn. Và những cái hoài bão về tương lai còn dang dở, cho nên họ phải cố gắng các bạn. Đó, nhiều anh em thì bị công ty trả lương quá rẻ mà công ty không có tăng ca, hoặc là tăng ca nhưng mà không trả đủ số giờ mình đã làm. Đó, nhiều công ty còn bớt luôn cả tiền lương cơ bản ghi trong hợp đồng, cắt giảm hầu hết các khoản trợ cấp. Đó, bởi vậy cho nên là nhiều anh em có tháng chỉ gửi về được có chục triệu. Đó, trong khi nợ nần thì nhiều, tiền lãi ngân hàng thì cao, thời hạn thì chỉ có 3 năm. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì đến lúc họ về liệu có dư được bao nhiêu? Đó, họ đánh đổi sức khỏe của mình, đánh đổi tuổi thanh xuân, đánh đổi cả lòng tự trọng của mình, đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu của mình. Nhưng công sức của họ bỏ ra lại, họ nhận lại không được có xứng đáng. Đó là những nguyên nhân chính khiến cho nhiều anh em quyết định tìm một con đường mới, bất chấp là nguy hiểm. Đó, một là ăn, hai là thua thôi các bạn. Bỏ trốn cũng đáng trách nhưng mà cũng rất là đáng thương thôi các bạn. Đó, chúng ta đừng có chửi bới họ mà tội. Tuy rằng cũng có nhiều anh em là cố tình bỏ trốn ra ngoài để kiếm thêm thu nhập, hay là cũng có rất là nhiều anh em hết thời hạn rồi nhưng mà vẫn bỏ trốn ra ngoài vì lòng tham. Đây cũng là một cái điều rất là đáng trách. Đó, nhưng mà nói chung thì nguyên nhân nhiều, anh em bỏ trốn ra ngoài cũng muôn hình muôn vẻ, có hàng trăm hàng ngàn lý do khác nhau các bạn ạ. Có người thì là muốn ra ngoài vì người ta xúi dục ra ngoài bởi vì là lương cao, nghe bảo là ra ngoài lương tháng 60-70 triệu. Đó, người thì là vi phạm quy định của công ty cho nên công ty đuổi việc rồi mình trốn ra ngoài luôn. Đó, người thì là ăn trộm ăn cắp rồi sợ công an bắt rồi là bỏ trốn luôn. Đó, có người thì cờ bạc đổ bể rồi cố làm để trả nợ. Đó, thành ra là phải chạy ra ngoài để mà làm cho được nhiều tiền. Đó, có người thì mâu thuẫn với anh em trong công ty, người thì là bồ bịch bỏ trốn đi tới nơi gần bồ. Đó, người thì là làm việc nặng nhọc quá, độc hại quá, chịu không nổi. Đó, nói chung thì cũng có rất là nhiều lý do, nhưng mà nói chung chung thì vào đường cùng thì họ mới phải làm như vậy thôi. Nhưng mà thực tế mà nói thì sau khi bỏ trốn thì cuộc sống chui lủi của họ cũng rất là chua chát không kém các bạn. Không thân phận, không quyền lợi, hên thì kiếm được đôi chút, còn xui thì là bỏ ra rồi không tìm được việc, người thì bị bắt, người thì mất luôn tiền đặt cọc. Suy cho cùng thì Thái Việt cho rằng tất cả cũng vì cuộc sống mưu sinh, ai cũng có một cái nỗi khổ riêng cả. Chúng ta cũng khó mà hiểu được vì sao họ lại bỏ trốn nhiều như vậy, mà chúng ta cũng không hiểu được vì sao thì chúng ta cũng không nên chửi bới trách móc họ làm cái gì cả. Đó, không biết thế nào nhưng Thái Việt nghĩ rằng dù gì thì chúng ta cũng nên bám trụ lấy công ty của mình, vì ít ra chúng ta cũng chắc chắn cũng sẽ kiếm được một chút. Đó, và chúng ta cũng không sẽ không bị mất cái tiền đặt cọc lúc chúng ta đi sang đây để làm việc. Đó, ra ngoài thì cũng quá khó khăn mà lại hên xui nữa các bạn, lại mang tiếng là người bỏ trốn, người vi phạm pháp luật nữa thì nó không có hay tí nào các bạn. Chưa nói tới việc nó ảnh hưởng tới mọi người, chỉ cần cái lượng người bỏ trốn bây giờ hơn 1% nữa, tức là đạt quá 5%, đó quá 5% cái số người Việt Nam đang có mặt tại Nhật Bản, thì Nhật Bản sẽ chính thức dừng cấp visa mới cho thực tập sinh. Đó các bạn, chưa nói là địa phương nào, xã nào, huyện nào đó mà có nhiều người bỏ trốn á, thì những người khác thuộc cái xã đó, cái huyện đó khi mà xét tư cách lưu trú mới thì sẽ rất là dễ bị rớt các bạn. Dù gì thì chúng ta cũng không nên gây ảnh hưởng tới người khác nhé các bạn. Thay vì nghĩ rằng dù mình kiếm không được bao nhiêu tiền nhưng mình sẽ học được nhiều bài học từ đó, với lại là chúng ta sẽ cố gắng chăm chỉ cầu tiến rồi cũng sẽ đến lúc công ty họ sẽ trân trọng thôi các bạn. Ở Việt Nam chúng ta không có làm bộ đội thì thôi, sang đây đừng có làm bộ đội nữa các bạn nhé. Như vậy thì đến đây có lẽ là các bạn cũng đã hiểu được một phần vì sao những anh em thực tập sinh bên Nhật Bản lại bỏ trốn ra ngoài nhiều như vậy. Nhưng mà Thái Việt phải khẳng định lại một lần nữa, việc bỏ trốn ra ngoài là vi phạm pháp luật và Thái Việt không khuyến khích các bạn bỏ trốn ra ngoài. Tốt nhất chúng ta không nên bỏ trốn ra ngoài. Đó,
Thôi thì clip cũng dài rồi, Thái Việt xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.